mẹ lên. Tại sao không đi tiếp? Anh có muốn giết tôi thì giết đi. Tôi đi không nổi nữa đâu, tôi mệt lắm rồi. Cô tính giở trò gì nữa phải không? Tôi đã nói rồi, tôi mệt rồi, tôi không đi nổi nữa. Mà anh tính đưa tôi đi đâu? Cô quên rồi sao? Cũng chính con đường dẫn lên núi chúa này, ta đã từng cho cô hạnh phúc, nhưng cô lại từ chối nó. Nếu mà ta đã không đạt được thì cô cũng sẽ phải chết tại đây. Ý anh nhắc vô bông hoa đá. Cũng phải cảm ơn anh, nhờ đó mà vợ chồng tôi mới gặp gỡ. Duyên phận, duyên phận phải tự nhiên. Muôn trước là giả, dù có cố chấp chiếm đoạt người ta thì cũng không phải là của mình đâu. Không cần cô dạy đời. Cuộc đời của ta đã đi quá xa rồi, ta mà không đạt được thì không ai đạt được gì hết. Nếu anh chịu quay đầu, tôi sẽ nói chồng tôi nể tình anh em mà tha. Chậm miệng. Ta đây mà phải cần thằng khờ tha thứ cho sao? Anh thiệt là hết thuốc chữa rồi. Phải. Cho nên cô không được giở trò. Đứng lên, đi lẹ lên. Để tôi tự đi. Dạ, dạ. Cây trầm của nàng. Tính, theo ta. Sống à? Tao hết đường sống sao? Mày tính dựa vô thằng chồng ngu ngốc của mày sao? Tao vừa mới lừa được nó để bắt mình lên đây đó. Nó làm sao mà bằng tao được, chứ đừng nói là trị tao. Em của anh mà, tại sao anh không có chút tình thương với ảnh vậy? Tại mày, tại cha tao, tại thằng khờ. Tao thua kém nó chỗ nào, trong khi nó có tất cả, còn tao thì mất hết. Chính anh làm anh ra nông nổi này chứ ai. Chồng tôi nhất định sẽ tìm ra tôi, rồi anh coi. Mày nghĩ nó khôn tới nỗi nó sẽ đoán được là tao đưa mình lên đây sao? Bỏ luôn. Quát. Tiền kêu quát. Mày cầu xin tao đi, tao sẽ cho mày cái chết êm đẹp nhất. Còn không, mày nghĩ đi, tao đẩy mày xuống cái vực này, hậu quả sẽ ra sao? Tội nghiệp anh, không làm cho ai thương nổi mình hết. Anh không bao giờ bằng chồng của tôi đâu. Được, mày ngoan cố, tao sẽ
chết. Mình ơi. Đàn ơi. Mình ơi. Đàn ơi, đàn có sao không? Em không sao. Để đi. Dạ. Dạ. Đi. Ta đã hứa với nàng rồi, cho dù nàng ở bất kỳ đâu, ta cũng không để nàng một mình nữa. Mình ơi. Mình ơi, sao mình tìm được tới đây vậy? Tất cả là nhờ vào người vợ tài trí của ta. Ta đã theo dấu hiệu của nàng. Nàng giỏi lắm. Mình ơi. Công đường là nơi xét xử những kẻ tội đồ, nhưng hôm nay ta đưa các ngươi tại thị để xét xử, hòng làm gương cho dân chúng. Lính, đánh mỗi tên 30 heo. Dạ. Trời, chết. Quan ơi, chân con đang bị đau. Quan ơi, Quan ơi, tha cho con. Đánh. Trời ơi, đánh đời. Ác gì mà. Thôi, đúng rồi. Này, trưởng làng vì sợ tội mà đổ bệnh nằm liệt giường, ta sẽ trị tội hắn sau. Còn tên tính kia, ta đã giao cho thám qua xét xử. Này, mắc thêm tội sát nhân, giam lại, chờ lượng tội. Chính xác. Nghĩ tình anh em, ta đã tính cho ân huệ đuổi đi xứ khác để làm lại từ đầu. Nhưng ác giả ác báo, ta hết cứu rồi. Mày, tao giết mày. Tiếp đi. Trời ơi, người đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi mà bây giờ vẫn không biết hối hận. Người đáng bị trừng phạt. Đến đâu? Tống hai tên vào ngục. Giải đi cho ta. Mà dám biết là anh Minh á. Đúng rồi. Đáng đời lắm, chết luôn. Đa tài đại nhân. Dạ. Mình về coi chàng. Đúng rồi. Chào chó. Dạ, chào quan, tôi về. Vậy dù sao em cũng không chịu thua đâu. Em không có thích cái chị dâu này nên không muốn ở chung một nhà. Hả? Nè, không cần phải ở chung nhà, vì từ nay ta sẽ từ quan về đây gõ đầu trẻ để cạnh tranh với lại thám qua. Dạ, nếu vậy thì còn gì bằng. Mong là ngày đó tới sớm tôi quan giám. Xin cáo biệt, hẹn ngày gặp lại. Dạ, chào quan giám. Nàng hãy chờ ta về. Vô đi con. Bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Ngọc bất trát, bất thành khí. Ngọc bất trát, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Nhân bất học, bất tri lý. Đâu, bây giờ bạn nào đọc lại cho thầy nghe coi. Ngọc bất trát, bất thành khí. Được rồi, con giỏi lắm. Được rồi, bây giờ ngồi xuống chúng ta học tiếp nha. Ủa, nàng có thai. Nàng có thai là ta có con. Cha là con có con. Ừ.
nhờ chị đó. Ừ? Em nói cái gì nhờ chị? Lụa làng Hạ này là do công của em chứ. Chị đang tưởng tượng ngày quan giám xuống rước, tân nương bận lụa này bước ra. Em đâu có nói chuyện đó. Có ai ngờ ông Khờ bây giờ trở thành ông đồ khôi ngô, một tay chị đó. Phải, tới ngày hái trái ngọt rồi. Ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mà đàn bà này xây tổ ấm, xây nhà luôn, xây luôn chồng luôn. Xây chồng từ không thành có mới ghê chứ. Bao nhiêu công lao bỏ ra thấy đáng chưa? Dạ, nếu như mà có sẵn ngay từ đầu, chưa chắc đã quý đâu vú. Đứa này mà là con gái nữa thì thập toàn ha vú ha. Ừ. Không biết sau này lấy chồng em có được vậy không ta? Được, cô là số một điều đó. Quan giám của tôi có sẵn hết, về chỉ có là hưởng thôi. Làm cho hư là tại cô đó nha. Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, chứ sao mình con được vú. Đừng nói bậy xui xẻo nè. Về nhớ hôm qua nha. Con đi chơi nha cha. Ừ, đi chơi đi. Nè, nè có mệt không? Dạ không, em không có mệt. Nhìn cảnh này bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Chú ơi, hôm nay chú có mệt không? Không, chú thấy gái khôn được chồng, chú hết mệt. Chú này. Dạ. Vậy con.